nhận diện các cơ hội và thách thức. Forbes Việt Nam tổ chức diễn đàn kinh doanh 2021, sự kiện quy tụ các lãnh đạo doanh nghiệp tên tuổi, chuyên gia hàng đầu cùng thảo luận nhằm gợi ý những đối sách ứng phó, chiến lược phát triển cân đối bền vững trong thời kỳ diễn biến đại dịch khó lường. Forbes Việt Nam, diễn đàn kinh doanh 2021, con đường phía trước.